Hello, student in grade 7 of Chuvang An School. My name is Yim Yuan. Nice to see you again. Chào các em học sinh khối 7 trường Trung học cơ sở Chuvang An. Tôi tên Yim Yuan. Rất vui gặp lại các em. Lần nữa. Now today we learn Unit 10, Health and Hygiene. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 10, Sức khỏe và vệ sinh. Now Section B, A Bad Toothache. Period 11, B 2, 3 and 4. Now chúng ta sẽ học Section B, Tiết 11, thì gồm có B2, B3 và B4. Now B2, listen and answer.
Ở B2 này chúng ta sẽ nghe một đoạn văn và sau đó là trả lời câu hỏi. Now listen carefully. 2. Listen and answer. Dr. Lai is a dentist at Kwan Chung School. She looks after all the students' teeth. Dr. Lai's office is clean and so is her uniform. She always washes her hands after each child leaves. Many children are scared when they come to see Dr. Lai, but she is a kind woman. She explains what will happen so they are not afraid. Dr. Lai gives the children advice. She tells them how to look after their teeth. She reminds them to clean their teeth regularly and eat sensibly. Now we have 1 minute for the answer. Now chúng ta sẽ có 1 phút cho trả lời câu hỏi này nha. Now, let's start. Now task over. Let's get your answer. What's Dr. Lai's job? Dr. Lai làm nghề gì? See a dentist. Vậy là nhà sĩ. B. What clothes does Dr. Lai wear to work? Dr. Lai mặc gì khi làm việc? Dr. Lai wear a clean uniform to work. Dr. Lai mặc đồng phục sạch sẽ để đi làm nha. Question C. How do most children feel when they come to see Dr. Lai? Hầu hết những đứa trẻ cảm thấy như thế nào khi chúng gặp nhà Dr. Lai? So, they feel scared when they see Dr. Lai. Chúng cảm thấy rất là sợ khi gặp Dr. Lai. How do Dr. Lai help the children? Dr. Lai giúp những đứa trẻ này như thế nào? Dr. Lai take care their teeth and ask them to brush their teeth regularly and eat sensibly. Dr. Lai chăm sóc răng của chúng và khuyên chúng là nên đánh răng thường xuyên và ăn uống một cách hợp lý. Now check the answer. Kiểm tra lại câu trả lời các bạn có đúng không nha. Now we move B3, listen and read. Chúng ta qua B3 nghe và đọc. Now, listen carefully. 3. Listen and read. Min is sitting in Dr. Lai's surgery. Dr. Lai is checking his teeth. Dr. Lai is kind. She smiles at Min and says, "Don't worry, Min. You have one small cavity, but it isn't serious. Your other teeth are fine." Min is very happy. Dr. Lai fills the cavity in Min's tooth. She finishes in less than 10 minutes. Min is very pleased. Then, Dr. Lai sits down and talks to Min again. "How often do you brush your teeth, Min?" she asks. Min looks worried again. Well, sometimes I forget to brush my teeth. "Try not to forget," Dr. Lai says. "Brushing your teeth is very important. Clean teeth are healthy teeth." Các bạn nghe có rõ không nào? We have some vocabulary. Surgery. Phòng phẫu thuật. Serious. Nghiêm trọng.
À, các bạn về tập đọc nha. Now complete the story. Đây chúng ta có một đoạn chuyện nhỏ, và đây có những lỗ trống và em sẽ điền từ vào cho nó phù hợp nha. Now we have 1 minute for this activity. Chúng ta sẽ có 1 phút để làm việc này. Let's start. No, time's over. Let's check your answer. But what? Many of you have worry. Mình rất là lo lắng. Two. Six my admin. Three. A cavity. Four. Rust. Five. Happy. Many very worry. And Dr. Lai noticed this. Says my admin and tell him not to worry. See blank one of his teeth at the cavity. He had to rub them regularly. After Dr. Lai filled his tooth, Min leave. He very happy. Chết lại câu trả lời các bạn có đúng không nha? No. Remove B4. Ask an answer question. Chúng ta có 4 bức tranh và có từ sẵn rồi. Nó sẽ làm thành một câu hoàn chỉnh nha. Này. Let's check your answer. A. Tooth hurt have cavity. Ở đây người ta làm sẵn cho các bạn là Mình tooth hurt. Why? Because he had a cavity. Răng của mình đau. Tại sao? Bởi vì anh ấy có một lỗ sâu răng. Thấy không? B. Now check answer. Many nervous. Mình rất là lo lắng. Why? Because he see the dentist. Mình rất lo lắng bởi vì anh ta gặp nha. Nhờ sĩ. Nha. C. Main cavity is not serious. Lỗ sâu của răng của mình thì không có nghiêm trọng. Why? Because it's small. Bởi vì nó nhỏ. Hay nó D. Man's happy. Why? Because his teeth are okay. Mình rất là vui bởi vì những chiếc răng của ta rất là ok, rất là tốt nha. Now, check your answer. Kiểm tra lại câu trả lời của các bạn nha. I remember. Tooth hurts. Why? Because he had a cavity. Để trả lời cho câu hỏi why thì chúng ta sẽ dùng từ because, bởi vì. Why là tại sao, và because là bởi vì. Các bạn nhớ nhé. Cái mô hỏi lý do thì khi trả lời chúng ta phải dùng typical. Now, the lesson has finished. We have homework. Learn vocabulary and remember. Học từ và học ghi chú. Do exercise in workbook. Làm bài tập trong workbook. Prepare A1 Unit 11. Chuẩn bị A1 phần Unit 11. Sau bài học này,
thì chúng ta rút kinh nghiệm như thế nào? À, có một răng là khỏe mạnh thì chúng ta phải làm sao? Đánh răng thường xuyên nhé. Và nhớ là không nên ăn bánh kem nhiều quá để có một hàm răng chắc và nụ cười xinh nha. Nào. Goodbye. See you later.